Người mẹ Việt đoàn tụ cùng đứa con không vận sau 43 năm chia cách. Năm 1975, khi Sài Gòn thất thủ, nhiều gia đình lo sợ tìm cách rời khỏi Việt Nam. Mới đầu là từng nhóm nhỏ, sau đó là hàng chục, hàng trăm người. Có người tìm cách băng rừng, lội suối. Có người cố xoay sở để lên bằng được những con tàu chồng chành ra khơi. Hay những chuyên cơ vội vã cất cánh. Bất chấp mọi hiểm nguy đang chờ đợi phía trước, họ có chung một suy nghĩ, phải tìm một con đường sống. Thế nhưng theo ước tính, có đến 10% đến 30% tổng số thuyền nhân đã không bao giờ được đặt chân đến đất liền. Đối với không ít gia đình, nó trở thành nỗi ám ảnh, mất mát và đau thương. Thời điểm đó, bà Rosie Nguyễn cũng phải trải qua nỗi đau bị chia cắt như thế. Vì để hai đứa con của mình được an toàn, bà quyết định đưa con lên chuyến bay trong chiến dịch Baby Lift, chiến dịch không vận trẻ em, với hy vọng một gia đình tốt bụng nào đó sẽ cưu mang các con. 43 năm tìm con. Thấm thoát mà đã hơn 40 năm. Trong ngần ấy thời gian, bà Rosie vẫn nuôi hy vọng biết được một chút tin tức gì về hai đứa nhỏ. Năm đó, khi trao con cho người ta, bà chỉ biết là con gái Rachel Stein và con trai Tom sẽ được đưa đến Hoa Kỳ, còn sau đó là bạc vô âm tín. Sau nhiều năm hy vọng, cầu nguyện và tìm kiếm, cuối cùng lần xét nghiệm ADN thứ ba đã giúp họ tìm thấy nhau. Huy Nguyễn, con trai hiện tại của bà Rosie cùng chồng mới, đã nhận được thông báo qua email rằng anh có một người thân tên là Rachel sống gần Toronto, Canada. Khi biết được thông tin này, anh đã nhanh chóng kết nối với Rachel qua mạng và quyết định gặp nhau vào một ngày sớm nhất có thể. Chỉ trong vòng 3 ngày, tức là từ ngày 20 tháng 7 năm 2018, ở nhà ga A, sân bay Bush, bà Rosie cùng với những anh chị em cùng mẹ khác cha của Rachel đều có mặt. Mọi người hồi hộp nhìn từng dòng người đi xuống khỏi thang cuốn, tay cầm tấm băng rôn chào đón Rachel, đứa con thất lạc bấy lâu của bà Rosie. Em gái cùng mẹ khác cha của Rachel, Anne Nguyễn Tân, cũng có mặt ở sân bay. Cô xúc động nói, chúng tôi đều rất hồi hộp, chúng tôi chỉ đợi được ôm Rachel thật chặt. Chỉ một lát sau, Rachel xuất hiện, lúc đó là khoảng 12:30, hai mẹ con đã được gặp nhau lần đầu tiên sau 43 năm. Rachel nhận ra ngay đó là gia đình mình. Cô bật khóc khi vừa nhìn thấy họ và cố gắng chạy đến thật nhanh để ôm chầm lấy người mẹ bao năm tìm kiếm của mình. Trong sự xúc động xen lẫn ngỡ ngàng, cô nói, ôi thật bất ngờ, đó là cả một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn, chỉ là tôi không thể tin được. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy họ. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm thấy gia đình mình. Điều này còn hạnh phúc hơn cả trúng số. Bà Rosie cũng rất xúc động trong ngày đầu tiên đoàn tụ với con gái mình. Thật xúc động, tôi đã đợi 43 năm rồi. Em trai Huy Nguyễn cũng chia sẻ, mọi chuyện chỉ mới diễn ra vào thứ ba, còn hôm nay là thứ sáu và Rachel đã ở ngay đây. Thật khó tin. Nhưng chúng tôi rất vui, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Sau hàng chục năm xa cách, Rachel cuối cùng cũng có thể gặp được những người thân của mình tại Houston. Cô và gia đình sau cuộc đoàn tụ xúc động đã nhanh chóng rời khỏi sân bay. Họ không muốn bỏ lỡ thêm một giây nào để được ở bên nhau. Mọi người trong gia đình đều hứa với lòng một ngày nào đó nhất định sẽ tìm thấy anh trai của Rachel, Tom, để cuộc đoàn tụ thêm trọn vẹn. Tuy nhiên, không phải bất kể gia đình nào cũng may mắn được đoàn tụ như Rachel và mẹ. Sau khi đoạn video về cuộc đoàn tụ của hai mẹ con Rosie và Rachel được đăng tải trên kênh 2 Click to Houston, video đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem, trong đó một tài khoản có tên Albert Robbins đã kể lại câu chuyện buồn của mình. Trái tim tôi dâng tràn cảm xúc vì câu chuyện này. Năm 1967, tôi đã giấu quân đội để cưới một cô gái quê người Việt theo phong tục của người dân nơi đấy, đám cưới ở trong làng. Vậy mà lúc tôi quay trở lại làm nhiệm vụ,
người ta đã xóa sổ ngôi làng của chúng tôi. Tôi định sẽ ở lại nơi đó, lúc đó thì có thể lắm chứ. Bao năm tháng qua, tôi vẫn nhớ nao dịu dàng của tôi và tiếc thương cho đứa con gái của chúng tôi đã không bao giờ được chào đời. Cô ấy đã và sẽ luôn là người phụ nữ duy nhất của đời tôi. Chúc mừng hai bạn, chúc mừng gia đình bạn và cuộc đoàn tụ của mẹ con bạn. Một tài khoản có tên Adam cũng để lại dòng tâm sự. Gia đình tôi giờ chẳng còn một ai. Đến tận bây giờ tôi vẫn lẻ loi một mình. Mẹ tôi mất khi tôi 5 tuổi. Tôi không biết cha tôi ở đâu. Nó xảy ra trong thời Khmer Đỏ năm 1975. Tôi làm con nuôi của người ta cũng không dễ dàng gì. Tôi thậm chí còn không biết tên bố mẹ của mình hay tên tôi hồi còn nhỏ. Nghe lạ nhưng là thật.